Xin chào các bạn, mình tên là Thái Hoàng Quy, lớp IAK34, đại diện nhóm. Hôm nay mình xin trình bày tác dụng của cơm gụ đối với cơ thể. Cơm gụ hay còn gọi là cơm cái được lên men từ cơm nếp. Món ăn này được chế biến bằng cách nấu gạo nếp cho chín, sau đó để nguội và ủ với men gụ trong 3 đến 4 ngày lên men. Thành phẩm thu được là cơm gụ có vị cay nồng, ngọt, mùi thơm độc đặc trưng của rượu và hơi ướt cho cơm tiết ra. Sau đây là tác dụng của cơm gụ đối với cơ thể. 1. Phòng ngừa bệnh tiểu đường. Một số loại cơm gụ được làm từ gạo nếp lứt hay nếp cẩm vẫn còn nguyên vỏ cám bên ngoài nên chứa nhiều chất xơ, glucid, vitamin nhóm B, rotit, lipid cùng nhiều loại khoáng tố khác. Chúng giúp bồi bổ sức khỏe, giảm lượng đường trong máu, ngăn ngừa được bệnh tiểu đường. Công dụng thứ hai, giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch. Nghiên cứu cho thấy dùng cơm gụ nếp cẩm có thể giúp đáng kể lượng cholesterol xấu có hại trong máu. Điều này rất có lợi trong việc ổn định huyết áp ở những bệnh nhân mắc chứng cao huyết áp. Ngoài ra, cơm gụ còn bổ sung các hoạt chất lovastatin, erythritol. Chúng giúp nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm thiểu nguy cơ tai biến mạch máu não. 3. Thúc đẩy tiêu hóa. Tác dụng của cơm gụ với hệ tiêu hóa thể hiện khá rõ ràng. Nó được sử dụng làm món khai vị, mang lại cảm giác ăn uống ngon miệng. Đồng thời, cơm gụ còn bổ sung chất xơ, axit, giúp thúc đẩy hệ tiêu hóa, ngăn ngừa hiện tượng khó tiêu, đầy bụng, giúp đường ruột vận động trơn tru hơn. 4. Cơm gụ giúp bổ sung sắt, ngăn ngừa thiếu máu. Gụ cái chứa hàm lượng sắt phong phú, nhất là cơm gụ được làm từ nếp cẩm. Chất này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cơ chế sản xuất hồng cầu, ngăn ngừa chứng thiếu máu do thiếu sắt. Công dụng thứ 5, làm đẹp da. Cơm gụ chứa nhiều vitamin nhóm B và các chất dinh dưỡng cần thiết cho da. Chúng giúp da chống oxy hóa, dưỡng ẩm và làm trắng da một cách tự nhiên. Công dụng thứ 6, hỗ trợ giảm cân. Cơm gụ thúc đẩy quá trình nhanh trao đổi chất trong cơ thể, tăng cường khả năng chuyển hóa chất đạm và chất béo. Nhờ vậy, ăn cơm gụ cái thường xuyên có thể giúp bạn kiểm soát tốt về cân nặng, hỗ trợ tốt về việc giảm cân. Công dụng thứ 7, cải thiện chất lượng tình dục. Nam giới ăn một lượng cơm gụ vừa đủ mỗi ngày có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống tình dục. Nó có tác dụng tương tự như gụ vang. Khi dùng sẽ thúc đẩy lưu thông tuần hoàn máu, bơm máu nhiều đến dương vật và đó mang lại cảm giác hưng phấn, giúp cậu nhỏ cương cứng tốt hơn khi quan hệ. Công dụng thứ 8, phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp. Bản thân gạo nếp lứt chứa rất nhiều canxi và chất dinh dưỡng này vẫn giữ được nguyên vẹn khi lên men thành gụ cái. Chính vì vậy, ăn cơm gụ chính là liệu pháp bổ sung canxi tự nhiên cho cơ thể, củng cố hệ xương, ngăn ngừa các bệnh lý như loãng xương, thoái hóa khớp